Chào bạn nha, chào bạn đến kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn là vấn đề mà dinh dưỡng cho chồn sau khi mang bầu, sao cho nó đầy đủ chất và nó giống như phát triển tốt nhất có thể ha. Là chồn mà sau khi chúng ta phối được khoảng tầm khoảng một tháng á, khi mà lúc đó mình biết chắc ăn cái con chồn nó có bầu á, thì mình sẽ tăng cường chế độ dinh dưỡng cho nó ha. Tăng cường như thế nào ha? Giờ bây giờ bạn chia cái khẩu phần ăn của con chồn á, là trong vòng 2 tháng mang bầu á, thì 2 tuần đầu tiên á thì các bạn cho ăn bình thường. 2 tuần tiếp theo á là các bạn nâng khẩu phần ăn nó lên, tại vì khi mà 2 tuần nó bắt đầu nó có bầu á thì nó ăn cái sức ăn của nó dữ lắm, nên mình cũng cảm nhận được. Thì các bạn hãy cho nó ăn thêm cá ha. Và hai tuần tiếp theo nữa thì các bạn tăng cường cá ha. Rồi và chuối các bạn thêm một phần, như là bình thường ăn một trái chuối thì bạn cho ăn một trái rưỡi vậy đó. Rồi cái tuần cuối á thì các bạn bổ sung cua với cá thật là nhiều ha các bạn, để cho nó con nó giống như dạng giống như mà nó phát triển tối đa nhất có thể cái khung xương của khi mà nó trong bụng mẹ. Thứ nhất nữa là giúp cho chồn á cái nó đủ sức á, và nó sẽ tiết ra nhiều sữa nha bạn. Rồi cái thứ ba nữa, trong cái giai đoạn này nè, các bạn đừng cho con chồn ăn quá trời nhiều. Giống như các bạn hồi lúc mà mới từng đầu các bạn cho ăn giống như điều độ thôi, tăng số lượng cái khẩu phần ăn lên hợp lý thôi, chứ đừng có thấy vậy rồi nó cho nó ăn tới tấp á, là nó sẽ có ai gây ảnh hưởng cái hậu quả là con chồn trong bụng á nó sẽ bự. Mà nếu mà còn cái tơ của mình mà chưa có đẻ đằng nào hết trơn á thì nó sẽ có cái trường hợp á là nó đẻ giống như dạng như nó bự quá, nó đẻ không ra các bạn, thì nó bị sẽ gây ra ngợp con ha. Ngợp con là nếu mà nặng á, nhẹ á thì nó sẽ ngợp con đó thôi, thì mấy con kia nó đẻ ra bình thường. Còn nếu mà nặng nữa thì nó ngợp con tất cả luôn, giống như ngợp trong bụng có 4 con thì ngợp hết luôn. Thì tới lúc đó là mình sẽ mất cái thành quả của mình, giống như mình mất thành quả của mình trong gầy dựng mấy năm mấy tháng đó các bạn. Nên các bạn cần chú ý ha, chú ý dinh dưỡng ha. Thứ nhất nữa, thứ hai nữa là mình cũng có nói luôn, là sẵn đề cập luôn lại luôn, là sau khi các bạn chồn nó đẻ ra thì các bạn cho ăn cái khẩu phần ăn bình thường ha, khẩu phần bình thường trong 3-4 ngày đầu á, tại vì nó đẻ ra nó ăn cũng 3-4 ngày đầu nó ăn cũng ít lắm các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ tăng cái khẩu phần khá lên ha, để giúp nó tiết sữa ra nhiều. Chuối thì các bạn cho ăn ít thôi, nhưng mà là nó nếu mà trong giai đoạn nó nuôi con á, bạn thảy gì vô nó cũng ăn chứ á, dù bạn thảy 5-6 trái chuối vô nó cũng ăn như bình thường à. Mà lúc đó cơ thể nó mập lên thì sau khi mà bạn tách con ra thì nó sẽ không cái quá trình lên giống của nó lại rất là chậm nha các bạn. Cái này mình muốn nhắc lại thôi, tóm lại là video mình làm thì nó tóm lại là nó chỉ nhắc đi nhắc lại có những cái thứ cơ bản trong cái quá trình chăn nuôi của mình thôi ha, thì có nhiêu đó thôi. Còn những cái mà có nhiều anh em nói là chích thuốc này nọ, vaccine này nọ, mình thì nói thật ở đây mình không chạy, của mình là chạy thần chủng mang tiếng chạy thôi, chứ nó cũng có mấy con à. Nhưng mà về cái khả năng mà nuôi và xử lý á, thì mình cũng có nhiều người bạn, người anh, người ấy thì người ta cũng góp ý, người ta cũng chỉ dạy mình lúc mà từ thở mà mình mới nuôi tới giờ nha các bạn. Nên cái phần này á thì mình muốn chia sẻ với các bạn vậy đó. Còn nếu mà trong cái quá trình chăn nuôi á, có ai mà không có hiểu cái gì á thì có thể gọi trực tiếp vào cái Zalo của mình ha, gọi trực tiếp hoặc nhắn tin. Nếu mà mình biết cái gì đó thì mình sẽ chỉ cho các bạn, còn nếu không biết thì mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ giải đáp cho các bạn thôi á. Cái này là giống như dạng như em đây hỗ trợ, em cũng nhỏ tuổi, năm nay mới có 32 tuổi à, nên em hỗ trợ được cái gì đó thì em sẽ hỗ trợ, chứ không có giấu giếm cái nghề gì, giống như giấu nghề gì hết vậy á. Các bạn chồn của em đây thì đó.
Với vấn đề nữa là các bạn nên vệ sinh chuồng trại thường xuyên ha, làm sao cho mà cái bộ lông của con tròn á nó mướt nhất có thể ha các bạn, nó mượt nhất có thể thì nó, con tròn nó sẽ mau lên giống, rất là mau lên giống ha các bạn. Nên video đến đây thôi ha các bạn. Mình chia sẻ ngắn gọn cho dễ hiểu, để mình giờ mình chốt lại cho các bạn cái nữa ha, là hai tuần đầu tiên khi có bầu á thì các bạn chế độ ăn bình thường, hai tuần tiếp theo á thì bạn nâng số lượng cá nó lên khoảng giống như 2/3 á, thay vì hồi xưa có 1 phần à, giờ mình thêm nửa phần nữa thì tầm đó, đó để cho nó như đủ chất để cho nó phát triển hình thành phôi các bạn. Thì sau 2 tuần tiếp theo á thì các bạn lại quay về chế độ ăn nó bình thường, ở nhỉnh hơn chế độ ăn trước, lúc mà giống như bình thường của mình á, chế độ ăn bình thường của mình á thì một chút thôi các bạn. Rồi sau đó những 2 tuần, trong cái 2 tuần đó đó, bắt đầu qua, bước qua tuần thứ 3 thì các bạn tăng cường cua, mà lúc mà trong 2 tuần mà chừng giữa giữa đó bạn cũng hỗ trợ cua nha. Cua thì nó rất là quan trọng rồi. Như hai gì 2 tuần kia thì các bạn cho ăn 3 ngày thì 1 con cua. Thì 2 cái tuần cuối này nè, bạn cho ăn 3 ngày 2 con cua, hay ngày nào bạn cũng cho ăn cua cũng được nữa. Tóm lại là nó hỗ trợ xương thôi. Hỗ trợ cho cứng xương, lúc mà con tròn đẻ ra nó không có bị dễ cái mắc cái bệnh như là liệt chi này nọ đó. Thì lúc đó thì các bạn sẽ dễ xử lý ha, với lại nó không có bị gì nọ gì tật bẩm sinh yếu, tròn yếu này nọ đó. Với nhớ là bổ sung thêm vitamin tổng hợp nha các bạn, ít thôi nha, vừa liều lượng vitamin tổng hợp ít thôi, tại vì lạm dụng nó nhiều quá thì nó cũng nóng con tròn lắm vậy các bạn. Thôi thì chào bạn nha.